đầu video chung chào các bạn nha. Thì hôm nay thứ 6, ngày 8 tháng 7 năm 2022. Thì hôm nay thì chung chính thức ra mắt cái chậu tròn 1m4 dán hoa văn con rồng và cái hoa văn cuốn thư đá. Thì đây cái mẫu mới nhất mà cơ sở hiện có nha bạn. M4 là cái mẫu đế xây 360 độ. Thì cái mẫu này chung sơn cái màu xanh và kết hợp cái hoa văn này sơn mà nhũ đồng vàng với nhũ đồng đỏ. Đó, và còn hoa văn con rồng thì cũng sơn cái nhũ vàng lên cho nó nổi bật. Còn cái hộc hoa văn này sơn cái màu nâu nha bạn. Thì chậu này nổi bật nhất là có cái con rồng đó. Chậu này dán được ba mặt hoa văn con rồng và ba mặt là hoa văn cuốn thư đá nha bạn. Thì cái mẫu này có chiều cao là 90, lọt lòng là 1m4, phủ bì là 1m54. Đó. Thì sơ lược cái mẫu này là cái mẫu quay khuôn quay nha bạn, khuôn quay gáp. Thì mình quay chậu xong thì mình gáp dán hoa văn vô. Thì cái mẫu này ngoài quay m4 thì các bạn có thể là giãn ra tới 1m6 nha bạn. Đó. Rất là tiện lợi. Về cái hoa văn con rồng và cuốn thư đá thì các bạn thấy là đều nét đẹp như nhau nha bạn. Thì do là chung đổ khuôn, chung lấy cái phôi từ cái phôi gốc nên đổ hoa văn rất là nét. Thì chúng sẽ giới thiệu sơ sơ chi tiết của cái mẫu chậu này. Thì đầu tiên là bên dưới cái chân đôn. Chân đôn thì các bạn quay xong thì các bạn cắt ba cái đường rãnh, đó ba cái đường rãnh lỗ hổng của chân đó, các bạn bẻ và kẹp các bạn cắt. Đó. Muốn hình nào các bạn cắt hình đó. Và mình cắt ba góc chia cho nó ba đều giống như là ba cái chân giả. Là phía trên thì có cái hoa văn chữ S. Đó. Hoa văn chữ S thì sơn cái màu đồng lên cho nó nổi bật lên. Đó là cái phần chân, còn cái phần chậu. Cái phần chậu thì đầu tiên thì chung giới thiệu hai cái đường viền. Cái đường viền nằm phía bên trên gần cái đường gần cái miệng và cái đường viền bên dưới cái phần đáy nha bạn. Đó hai đường viền. Hai đường viền đó là cũng có khuôn ảnh ga. Đó. Còn tiếp theo là cái hoa văn cuốn thư đá. Cuốn thư đá là cái hoa văn có cái chữ Đức ở chính giữa nha bạn. Đó. Và hai bên là cái tay cầm của cuốn thư nên là gọi là cuốn thư đá. Thì phía trên cuốn thư đá này có hai con rồng, hai con rồng tượng trưng. Đó, chính giữa là có cục lửa các bạn thấy đó. Tiếp theo là cái hoa văn con rồng. Con rồng thì có ba mặt nha bạn. Đó, con rồng đang phun nước. Sơ lược như thế thì cái bộ khuôn này nó gồm bộ phận là phần đôn. Đó, cái phần dao đôn, dao chậu và hoa văn cuốn thư đá và con rồng thì toàn bộ là silicon. Còn cái hoa văn ốp viền là cái hoa văn khuôn composite. Thì tóm lại bộ khuôn chậu m4 này thì các bạn quay được từ m4 cho tới 1m6 nha. Thì các bạn có nhu cầu mua khuôn các bạn liên hệ với chung. Thì số điện thoại chung đã để trên màn hình video. Thì tiếp theo chúng sẽ quay video gần hơn để các bạn thấy cái hoa văn nó nét như thế nào. Video tới đây thì chung cũng xin kết thúc nha. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc các bạn làm ăn phát đạt, thành công trong cuộc sống nha.